chơi ở hạng nhất vào năm 1998. Hạng nhất khi đó là hạng đấu cao nhất của Việt Nam, thì Văn Tuấn là một tiền vệ chơi rất tốt của Nam Định và có nhiều lúc anh đã chơi như một tiền đạo. Xuân Phú, Trung Kiên, Akinobu, sút không vào. Pha ghim bóng rất tốt của Akinobu. Trong một tình huống bóng động, Akinobu đã ghim bóng rất tốt. Có thể là Sắc Đà sẽ tiếp tục giữ vị trí tiền vệ phòng ngự trong đường thi đấu. Có khá nhiều cầu thủ của Anh Gia Lai có thể thực hiện quả phạt này. Chúng tôi tính là có 4 người có thể đá quả phạt này. Đó là Hữu Đăng, Quốc Vượng, Dusit và Phi Hùng. Dusit vào. Tỷ số được mở cho Hoàng Anh Gia Lai. Cầu thủ đã mở tỷ số là Kia Tí Sắc. Đó là bàn thắng thứ 9 của Kia Tí Sắc ở mùa giải này. Anh đã có mặt rất nhanh để đã đệm bóng vào lưới trống sau khi Esele xuất sắc cản phá cú đá phạt hóc hiểm của Dusit. Đây là một tình huống mà Hoàng Gia Lai không mấy khi thành công. Quang Minh, Văn Sĩ, Achillefu bứt phá, dứt điểm, câu vào. Vào chiều qua ở vòng đấu cuối cùng của giải hạng nhất, Hải Phòng đã bị thua Bình Dương 0-3 trên sân Bình Dương, còn Thanh Hóa thua Quân khu 7 2-3 ở sân Quân khu 7. Trước khi vòng đấu này diễn ra, sau 21 vòng đấu, Bình Định đang có 32 điểm, Nam Định có 33 điểm, còn số điểm của Đồng Tháp là 30. Cơ hội vào. Khi mà chúng tôi đang nói đến tình thế của các đội sau 21 vòng đấu, Pipat vẫn là 11 bàn. Akinobu đang có nhiều hơn Pipat là 2 bàn. Nam Định sẽ có một nhà tài trợ chính và cơ chế quản lý câu lạc bộ cũng sẽ thay đổi. Akinobu 2-1 cho cầu thủ Nam Định và lại là một bàn thắng của Akinobu. Không có sự xuất sắc của các những màn Santo của thủ môn Esele chứ không phải là của Achillefu, nhưng đó là điều thường thấy mỗi khi Achillefu ghi bàn. Nam Định đang có cơ hội rất lớn để giành giải ba ở mùa giải năm nay và Achillefu cũng đang có cơ hội. Văn Nhiên dứt điểm, không vào. Wow, tỷ số là 3-1 cho Nam Định. Sự hết mình của các cổ động viên Thành Nam đã được đền đáp. Đội chủ nhà đang dẫn 3-1 và có cơ hội rất lớn để giành giải ba ở V-League 2003. Đây là một thành tích có thể nói mà một thành tích mà nhiều người trước khi giải năm nay diễn ra đã không ngờ, bởi vì Nam Định đã bước vào mùa giải năm nay với những mất mát lớn. Lại là Phan Thế Hiếu tơi màu tình huống này. Cầu thủ ghi bàn là Phùng Văn Nhiên, người đã vào sân thay cho Hồng Phú. Kiệt Đi Sắc đưa vào, vào, tỷ số được rút ngắn xuống 2-3. Trận đấu đã bước vào những phút đá bù giờ.
pha ghi bàn của Minh Hải. Trong tất cả các trận đấu có Nam Định ở mùa giải năm nay thì tiếng trống của cựu vận động viên Điền Kinh Nguyễn Văn Thuyết hầu như không ngớt trên các khán đài. Nguyễn Văn Thuyết có một cậu con rể hiện nay đang thi đấu cho đội Nam Định.